Dynamo EDC sẽ tiếp đón FC Astana trên sân nhà lúc 23 giờ ngày 19 tháng 7 tại giải Champions League. Astana được đánh giá cao hơn Dynamo EDC và họ sáng cửa giành vé đi tiếp tại đấu trường cúp C1 châu Âu. Nhưng khá bất ngờ, đội bóng danh tiếng của Kazakhstan vừa có 90 phút lượt đi vòng loại đầu tiên của cúp C1 châu Âu mờ nhạt và rơi vào tình cảnh khó khăn. Astana bằng mọi giá phải thắng ở trận lượt về mới có thể giành vé đi tiếp. Theo đánh giá, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi thầy trò huấn luyện viên Baba Yang là người gặp bất lợi khi phải thi đấu xa nhà. Bên kia chứng kiến Astana đang có phong độ không tốt tại đấu trường cúp C1 châu Âu. Cụ thể, họ không thắng tới 6 trên 7 trận đấu mới đây. Trở lại với đội chủ nhà, Dynamo EDC có phần đáng tin hơn nhờ thành tích bất bại 4 trận mới đây. Tổng kết trận đấu giữa Dynamo EDC và FC Astana hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút căng thẳng và hấp dẫn ngay từ tiếng còi khai cuộc. Dự đoán kết quả sẽ là 1-0.